hai năng hai chụp này cho mỗi nhóm đoàn thì bà trò bị thu ấy cả mấy ngày đấy nhưng mà trên bị đó mà lộ hero rồi ở bà đơn này luôn lại thao thu thay đáp rồi thử mời sang tập hẹm là rồi hay mình đang cho đó bị đó lộ hero bà nhóm nhóm xung phân chết đó rồi cho mà chưa cho chơi subscribe này cho này môi để mình chung một thay thế nào khi ấy hay lấy dân cho mời cho này còn ốc nè này cho này còn mình chung một thay thế nào khi ấy lấy cho mà cho chiều hay đăng bài nhạc đăng ai còn nhà môi phong rồi hay giờ này có mình nói càng kiểu về lúc hay những kiểu về bây giờ đã nào rồi hay mà mình nào đó nó chẳng bán bịch phí ai cho mơ video có bán nào rồi link em đây là càng không còn bán nào rồi lấy cho mơ rồi video giờ người lúc hero bên đó rồi ok lấy cho đó video dương bên đó rồi cho mơ video mới xin gặp lương đó rồi mai xin gặp lương rồi ông phôi quan có đặt bài đáp rồi đặt bài đáp mà khóc đi ak có đặt buôn đáp rồi ak ra con mà khóc đi bán chữ mình tên thì ak cho phụ khóa của bán chữ đáp rồi sợ ak can bán miền pi rồi miền pi mà khóc đi hồi nè mà khóc đi ông phôi ơi ông đặt buôn có đặt mà đáp rồi đánh đáp mà khóc đi ska ơi ska cả chú con đánh đáo tiết mà cọp rồi hồi này ska bọc cả chú nó bắn chơi mình tên nào đó ska đánh buôn đao rồi mà đánh phèm đam cho làm buôn đao mà hồi này vô lề hãy lấy cho nhầm xong mặt đam cho lấy cho em chạm lên đam bắt đầu cho chăng ha. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latchet. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe until I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got